quý vị và các bạn, sáng nay gần 315.000 trẻ mầm non và học sinh các cấp tại các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Tới dự lễ khai giảng và chung vui với thầy và trò trường Trung học phổ thông Mỹ Hào trên địa bàn tỉnh có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm học 2019-2020, trường Trung học phổ thông Mỹ Hào đã vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Tỷ lệ học lực khá giỏi đạt trên 89%, tỷ lệ lên lớp đạt 100%, tốt nghiệp đạt 99,8%. Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, được Bộ Giáo dục tặng bằng khen. Năm học 2020-2021, trường Trung học phổ thông Mỹ Hào có 37 lớp với trên 1.400 học sinh, trong đó có 560 em học sinh lớp 10. Năm học này, nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình giáo dục mới, tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19. Tại lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà cho các thầy cô giáo cùng các em học sinh nhà trường. Đồng chí chúc các thầy cô giáo, các em học sinh bước sang năm học mới đạt nhiều thành công, tích cực học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, những công dân tốt, đóng góp xứng đáng cho quê hương đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2020-2021 và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường. Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã tặng quà khai giảng năm học mới và phòng chống COVID-19 cho trường Trung học phổ thông Mỹ Hào. Tới dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Song Mai, huyện Kim Đồng có đồng chí Nguyễn Tuy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Chào đón năm học 2020-2021, cán bộ giáo viên và hơn 300 em học sinh trường Trung học cơ sở Song Mai vui mừng phấn khởi trước những kết quả đã đạt được trong năm học trước. Về nền nếp kỷ cương, trường học giữ vững, chất lượng giáo dục nâng cao. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá đạt trên 95%, học lực giỏi và khá đạt trên 70%, 100% học sinh lên lớp thẳng và tốt nghiệp. Tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đã trao tặng nhiều suất quà học bổng cho các em học sinh và trồng cây lưu niệm tại nhà trường. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, huyện Ân Thi. Năm học này, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Hạn đón hơn 300 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh của trường là gần 1.000 học sinh với 24 lớp. Đây cũng là năm học đầu tiên trường có đủ máy chiếu tại các lớp học, đồng thời ký hợp tác với Tập đoàn Giáo dục Smart Home hỗ trợ giảng dạy 4 môn tiếng Anh, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân cho cả 3 khối lớp. Bên cạnh đó, trường tiếp tục phát huy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao trách nhiệm của người thầy trong giảng dạy và ý thức của học sinh trong việc học chữ và học làm người. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục là vừa dạy tốt học tốt, vừa phòng chống dịch an toàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng quà và đánh trống khai giảng năm học mới 2020-2021 với thầy trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn. Cũng trong sáng nay, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã về dự lễ khai giảng năm học mới tại các địa phương. Dự lễ khai giảng năm học mới cùng các thầy cô và học sinh trường Trung học phổ thông Kim Đồng có đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông Kim Đồng có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%, trong đó có 4 em đạt điểm 10 các môn, 11 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Năm học mới 2020-2021, trường Trung học phổ thông Kim Đồng tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp nhằm phát huy phẩm chất năng lực người học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới quản lý nội dung chương trình giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học, đẩy mạnh thi đua dạy tốt học tốt. Tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, huyện Quế Châu, có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Năm học 2020-2021, nhà trường đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao năng lực phẩm chất của học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, đổi mới hoạt động hướng nghiệp cho học sinh. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Tuyến đã trao 10 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học mới, trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo có 320 học sinh vào lớp 10. Thầy và trò nhà trường phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực của học sinh, giữ vững các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia. Tại lễ khai giảng, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh đã trao tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo vì có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua khối thi đua các trường Trung học phổ thông hạng 2, hạng 3 năm học 2019-2020. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Hương Yên có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Năm học vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc dạy và học, song chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn được duy trì và đạt kết quả cao. Có 41 học sinh đạt giải kỳ thi quốc gia, gần 120 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học mới 2020-2021, trường có trên 1.000 học sinh. Phát huy kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, chú trọng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế, phấn đấu đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia, Olympic khu vực. Đồng chí Nguyễn Tuy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã về dự lễ khai giảng với thầy và trò trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm, huyện Văn Giang. Năm học vừa qua, trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Có 25 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng ở mức cao. Có 14 em có tổ hợp điểm xét tuyển đại học trên 27 điểm. Năm học này, cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư theo hướng hiện đại, đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn. Dự khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Hưng Yên, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tuyên truyền và trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh, nhắc nhở nhà trường và các bậc phụ huynh nâng cao ý thức bảo vệ các em khi tham gia giao thông. Được biết, năm học mới 2020-2021 này, nhà trường đón gần 165 em học sinh lớp 1. Lễ khai giảng cũng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đầy ý nghĩa đón các em bước vào năm học mới. Dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Minh Châu, huyện Yên Mỹ có đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trường Trung học phổ thông Minh Châu, huyện Yên Mỹ có tổng số học sinh là gần 750 em. Năm học vừa qua, trường có tỷ lệ học sinh học lực khá giỏi đạt 92%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 99,6%. Năm 2019, trường đã đạt chuẩn quốc gia, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Tại buổi lễ khai giảng, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học giỏi đã nhận học bổng của các nhà tài trợ. Tại trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục, huyện Yên Mỹ có Đại tá Nguyễn Trí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với tinh thần ngắn gọn, xúc tích nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu và không khí của ngày tựu trường. Lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục được tổ chức với phần hội là một số tiết mục do học sinh trong trường biểu diễn, hát ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và thầy cô, đọc thư của Chủ tịch nước và đánh trống khai giảng. Năm học mới này, trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục đón nhận thêm trên 300 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh của trường lên gần 1.000 em. Dự khai giảng tại trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Đồng có Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh. Năm học vừa qua, hưởng ứng phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 15 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên giỏi cấp quốc gia, 1 giáo viên được tổ chức giáo dục và kỳ bình chọn là một trong 50 giáo viên xuất sắc nhất thế giới. Năm học mới 2020-2021, thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong dạy và học. Tại trường Trung học phổ thông Phù Cừ có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhiều giáo viên học sinh có thành tích xuất sắc được nhà trường khen thưởng và được Quỹ khuyến học huyện, các doanh nghiệp tặng quà. Tại trường Trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Hưng Yên có đồng chí Phạm Huy Bình, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, bí thư thành ủy Hưng Yên. Năm học 2019-2020, thầy và trò trường Trung học cơ sở Lê Lợi đã hoàn thành nhiệm vụ năm học với kết quả cao. Nhiều giáo viên và học sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp. Năm học mới, trường Trung học cơ sở Lê Lợi tiếp tục chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ thầy cô giáo vừa hồng vừa chuyên, phấn đấu đạt nhiều kết quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Năm học vừa qua, thầy trò trường Trung học phổ thông Trương Vương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt hơn 98%, có 14 giải cấp tỉnh, cuộc thi tin học văn phòng có 1 học sinh đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Năm học này, trường có trên 1.200 học sinh, trong đó có 439 em học sinh lớp 10 vừa được tuyển sinh vào học.